Xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với Nhóm Review. Hôm nay mình có về quê và được giao cái nhiệm vụ là trông cái sân thóc ở đây. Đấy. Quê mình ở Thái Bình nên là rất là nhiều thóc và lúa. Đấy. Thì cái mình nghĩ ra một cái khá là hay. Tức là trước đây mình cũng có hỏi một số thanh niên ở thành phố ấy, không biết cái gạo mà mình đang ăn ấy nó được sản xuất ra từ đâu và từ cái cây nào. Thì hôm nay mình cũng xin nói qua nha, nói qua cho các bạn nào không biết thôi. Thì cái thóc này nó sẽ được thu hoạch từ cây lúa, cái lúa ở ngoài đồng. Đây các bạn thấy cái cánh đồng xa xa kia, thì nhà mình cách cánh đồng khoảng 500 mét. Có thời gian thì mình sẽ ra ngoài quay cho bạn xem. Thì, trong khi mà bây giờ lúa thì trồng khoảng từ 2 đến 3 tháng là được thu hoạch rồi. Đấy. Thì sau khi thu hoạch này nó sẽ gặt này, gặt và tuốt ra các cái hạt thóc như này. Và ở nông thôn thì không có các cái máy sấy ấy, nên là phải mang lên sân hoặc là mang lên đồng để phơi. Đấy. Vào những ngày mưa thì chạy cong đít lên. Rồi thì sau khi mà phơi săn ấy, phơi khô này thì có thể là đem đi bảo quản hoặc là bán luôn. Thì các cái gạo mà chúng ta ăn thường ngày ấy, nó sẽ được chế biến từ những hạt thóc ở đây. Đấy. Cái hạt thóc này thì mình nói qua về cái quá trình chế biến này. Hạt thóc này nha, để khoai đã. Đây cái hạt thóc này, đầu tiên nó sẽ có cái vỏ trấu này. Thì sẽ được mang ra các cái máy xay sát. Trước đây thì các cụ thường sử dụng cái cối xay ấy để xay ra, loại bỏ cái trấu này, loại bỏ cái trấu này ra và lấy cái phần đây, cái hạt này, hạt trắng trắng này. Cái hạt này nó bây giờ là nó bên thị trường bây giờ gọi là gạo nguyên cám này, vẫn còn một lớp cám ở bên ngoài này. Đấy. Thì qua một bước nữa là bước xay, bước sát đấy, nó sẽ vừa bóc cái lớp cám này ra và để nguyên cái phần trắng ở bên trong thôi, để thành gạo chúng ta ăn hàng ngày đấy. Đây là lớp cám này, không biết các bạn có nhìn rõ không, mà có một cái lớp màng đây sẽ được xay ra, bóc cái lớp màng ra, thì lớp ấy gọi là cám. Ở quê mình thì thường thường là cho nấu cho lợn ăn. Đấy. Theo mình biết thì cái lớp cám đấy rất là nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà thường thường là cho lợn ăn thôi. Đấy. Mình vừa rồi mình vừa nói qua về cái quá trình mà tạo ra các cái hạt gạo chúng ta ăn thường ngày ấy. Thì qua video này mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là để làm ra được một cái hạt gạo này thì đối với những người nông dân ấy khá là vất vả, từ cái khâu gieo trồng này, chăm sóc đến đây, thu hoạch. Thì như vừa rồi ấy, có trận bão ấy, thất thoát khá là nhiều. Đấy. Để tạo ra xong rồi xay sát rồi là vận chuyển buôn bán thì người nông dân nhận được cái số tiền ấy khá là nhỏ, gọi là bán sức lao động để lấy công thôi. Đấy. Thì cũng mong mọi người sử dụng những cái hạt gạo mà chúng ta ăn hàng ngày ấy một cách tiết kiệm và thông minh nhất. Đấy. Nào muốn mua gạo Thái Bình thì liên hệ với mình nhá. Đây, bây giờ mình phải đi cào cái thóc này vào đã. Xin chào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.